tùy sự kia tường văn thần đi phương ân chư Phật hiền to trang nghiêm đệ tử chỉ
tâm quy mạng lệ nam mô thập phương thượng độ tam bảo nam mô thập phương thượng độ tam bảo nam mô thập phương thượng độ tam bảo tăng lễ thỉnh tôn vô thượng năng nhân tăng kỳ quả mạng tu nhân độ dân dân thân đường từ bảo vị kiếm luân tòa bồ đề tòa đại phá ma quân nhân đó minh tinh đạo thành giảng pháp lâm tam thừa chung đẳng quy tâm vô sanh vì chừng hiện tiền chung đẳng quy tâm vô sanh tông chứng nhân tam đành lễ nam mô trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Đông Phương Giáo Chủ Mạng Nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Đại Hùng Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ nam mô Biện Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Tát.
đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà. Mười phương chư Phật Vô Lượng Phật Pháp cùng Thánh Hiền Tăng Đệ Tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề dành kêu căn thế mê lầm là ngày nay nhờ Phật biết sửa lỗi lầm thân tâm sám hối để thân điều dư nguyện làm việc lành trong ơn Phật từ bi gia hộ thân không tật bề tâm không phiền nào hằng ngày màu để mau ra khỏi luân hồi minh tâm kiến tánh đi về sáng suốt thân thông tự tại đăng cứu độ các bậc tôn trường cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều đó anh Phật đạo làng thanh lương liên đi kiều phẩm hoa hương bảo thọ thanh hằng thường văn thiên nhà kiến tương a di đà phật đại phóng từ quang hóa đạo chúng sanh vô lượng giảng kiến tường hiện tiền chúng đẳng ca dương quyền sanh năng dương hiện tiền chúng đẳng ca dương đồng sanh năng dương thì nhân gì quá mạng diện thì giảm như thiếu thì nghe tư hiệu hà lạc đại chúng đơn căn tinh thần như cứu đầu nhiên đạn niệm vô thượng thần vần phóng dần nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vô thượng thầm thâm vì nhiều pháp ba liên vàng kiếp năng tạo ngộ ngã kim kiến văn đăng thọ trì nguyện gia Như Lai chân nghĩa thượng chúng Phật nhật tăng huy pháp luân thượng truyền
phong điều vô thường quốc thái dân an thiên hà thái bình nhân dân an lạc hùng hiền hệ sơn môn trăng tình hài chúng an hoa đàn na tăng ít phương điền pháp giới nhân thiên đồng triêm lời làng kỳ quyền thân thế phù mẫu đa sanh phù mẫu hiền thể sở sanh phù mẫu lục thân quyển thuộc qua cô chư hương linh nguyện chư hương linh đường thừa ôi lực tam bảo tội nghiệp bảo chương giai tăng tiêu trừ siêu sanh tịnh độ khẩn nguyện hiện tiền đệ tử chúng sanh đệ tăng thượng minh pháp hoàng đại bồ đề tâm tu hồng chánh giáo như lai tội nghiệp phước sanh một hầu đăng di đà thọ ký đương lai cung ngộ di lặc tôn sư long hoa tam hồi nguyện tương phong đồng vi pháp lệ phổ nguyện âm siêu dương thai pháp giới chúng sanh tình dư vô tình đồng thành phật nghệ đạo nguyện tiêu tam trường từ phiền nào nguyện đăng trí tuệ chân minh liệu phổ nguyện tội chương thanh tiêu trừ thế thượng thanh bồ tát đạo nguyện thanh tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vị phổ màu hoa khai kiến phật ngộ vô danh bất tội bồ tát bi ba lệ nhất tâm đảnh lệ nam mô hiện tòa đạo tràng ta ba giáo chủ điều ngự bồn sư thích ca mâu ni phật. Nhân tâm đảnh lệ nam mô đông phương giáo chủ mạng nguyện dược sư lưu ly quang vương phật. Nhân tâm đảnh lệ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.